sau khi trải nghiệm xong con Sierra BHM Mk3 thì mình quay lại clip này để chia sẻ các bạn chơi con này. Thật ra thì theo mình thì mình nên con này, con này hiện tại bây giờ nó cảm giác nó mạnh như cái con Aozun mà cái lúc mà mới ra này. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta chơi thử xem như thế nào ha. Chúng ta vô nhập tử tiếp độ reform. Đó, rồi bây giờ bắt đầu vô trận rồi. Đây con Sierra BHM Mk3 Puncher đây. Đó, bây giờ mình thử coi mình sẽ được chơi được cái gì đây. Đây, mình chỉ sợ mấy con K3 khác thôi. Okay. 263.000 máu. Sau lưng mình có ai đây? Ôi chơi đánh lén hả? Đợi trời, chơi đánh lén vậy sao chơi lại? Rồi thì hơi xem thử xem con mắt này đi. Mắt level 9. Mắt là tên theo dịch theo nghĩa tiếng Anh đó là sao hỏa. Này có một con này giống con Ha Ravana quá. Sao tí về thôi được chứ. Rồi xong phim này hay là thử con Sierra BH level 1 này đây. Bây giờ level 1 không xài được module luôn. Khổ quá nè, vừa mới xuất boss đầu tiên nó bị chết. Rồi, chẳng đứng được anh này à. Đứng lại cho anh bắn này đi đâu. Hôm nay gặp đối thủ đáng gờm luôn. Đối thủ ghê quá. Level 1 bay chậm lắm rồi. Đây có KS được không? Ok rồi. Giết được mạng đầu tiên đi, giết đi. Rồi, cuối cùng nó giết được mạng đầu tiên. Xài Sierra BH level 1 phải. Đấy, thấy chưa. Cần gì Mk3 level 1 cũng chơi được. Cố gắng này, hơi bị hiểu rồi đó. Này là scar up nè, nó sẽ bay ra, nó kêu mình lên rồi, không kêu mình, nó kêu đứa khác. Này giống cái gì này? Ăn hên. Này cay rớt.
tiếng bên chơi bắn đã ấm. Khi này bắn không được à. Chết. Lan. Không được. Phải thôi, con sẽ ra BH này coi này. Thấy chưa gì bị áp chế tao mẹ rồi. Được về thôi. Mẹ đáp rồi, nó cũng lên nóc nhà nó đáp rồi. Bay ra luôn đi. Nghe hai con lộc mê nết đang đánh nhau. Ủa? À. Xuống ăn một con. Cái này chắc không có lật ngược. Nào bây giờ mình sẽ đi vòng qua đây. Chưa được một minus ha. Coi như mình ăn gian đi, tại vì anh này anh máu anh bị tuột rồi mình mới vô bắn. Ok. Biết sao giờ. Orochi tấp vô đây nấp. Xài mô đun xuyên khiên luôn, Orochi khó đối phó lắm nha. Anh lũ qua đi. 1, 2, 3 lũ qua đi. Rồi lũ qua. Rút.
Chơi vậy ai chơi lại. Giờ hàng ba thấy mình cũng sát thương nhiều mà sao nó hơi tào lao. Gặp anh em mạnh là 12 luôn hả? Rồi, rồi bây giờ chúng ta vô trận tiếp theo. Để coi lần này có may mắn hay không. Cái mạng nó hơi yếu rồi. Trời ơi, cục hết cái hả? Cố lên. Severin Serapeh đã bị cục hết một chiếc khí. Úi úi, trời ơi, đạp rồi sao hết. Nên nó anh nãy bị kêu anh qua anh trả đũa rồi. Anh xài đi cây giết được thêm một mạng. Cái anh Happy này anh định kêu mình. Cố gắng vớt giác được nhiều hơn vớt. Chỉ thấy là bị hẻo sớm mà. Vậy tụi 7 con. Con này đâu ra hay gì? Con ra hay gì? Thiên thần KS rồi nha.
5 con là bằng lần xuất kích lần đầu ha. Mỗi lần xuất kích được 5 con là cũng được. Mình thích cái mô đun xuyên khiên. Mặc dù mà mình thấy hồi máu nó cũng quan trọng, nhưng mà xuyên khiên nó mình bắn nó mau, kết thúc nó mau, chứ còn ngồi nó bắn lì thì máu của mình nó yếu, không có lợi thế về thời gian tấn công. Với vài bữa nay mình giới thiệu các bạn cái module trên cái con tàu mẹ Northline chống hiệu ứng blink, nghĩa là khi bị làm mù mờ, bị mù màu á, người ta sử dụng cái tàu mẹ trong 15 giây là người ta không bị mù màu luôn. Sống nhà bay chứ không phải sống dưới đất nhà sẽ đập được. Các bạn thấy sức mạnh của Sierra BH chưa? Hiện tại mình thấy chỉ có cái Spencer này hợp với cái lối tấn công của con này thôi. Biết con gì đây? Con gì có hiệu ứng Berlin tập lên căng. Chưa có cơ hội sức con Titan luôn nha các bạn. Như vậy là tổng cộng nãy giờ xài mấy con Sierra BH nha, 2 hay 3 con gì đấy. Một con Sierra BH MKB. Như thế đây thì chúng ta sử dụng nút tăng phần thưởng. Sau khi chúng ta nhấn nút tăng phần thưởng thì nó lên được 1.200.000 đấy. Mặc dù sát thương cũng tè tè thấp thấp thôi, vì đâu có sức Titan. Xem mấy anh hàng 2, 3 này thế nào. Mấy anh này chưa có nào K3 hết, nâng dàn trải giống mình hồi xưa. Năm 2 vừa nuôi 5 đứa này, bạn nuôi 1 đứa lên MK3 xong. Nên mình nghĩ hiện tại mình mới nâng cách đây mấy ngày thôi. Này, xưởng của mình chỉ có một con full MK3 thôi. Pilot chưa full nè. Pilot mới có 50 mấy à. Chuyên gia áo giáp cũng chưa có full nè. Rồi con quỷ này, Capri này, vũ khí chưa có được MK2. Con Phantom này, con Mark này, bữa hổm mình mở 200 rương ra nó. Đấy, có sơn luôn. Đấy, có pilot của nó luôn. Bây giờ chưa nâng lên mà mình đang nâng ra mình chưa giới thiệu các bạn. Vũ khí Phantom này mới có một cây level 9.
Nên là sẵn đây mình giới thiệu các bạn cách chơi con này, chơi cái game này. Các bạn nâng một con nào cảm thấy mạnh nhất xưởng các bạn, mạnh nâng lên. Thật ra mấy con này mình để chơi cho vui thôi chứ mình chưa nâng hết. Bây giờ mình đang dành thời gian để mình nâng con mát, con sao hỏa. Trước mình không biết mình có nâng dàn trải 5 con, nó cứ yếu yếu, nó đờ đờ, nó mạnh không mạnh, yếu nó không yếu. Vô toàn gặp mấy con này mà cả bà nó giết sạch. Rồi xin chào các bạn nha. Đây, mình thấy Sierra BH bên chơi MK3 mạnh quá nên mình quay clip này giới thiệu các bạn thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.